cành là chuẩn bonsai đế là sắp điệu 24 giờ luôn ạ. Em xin vô cây đầu tiên có mã số là 111. Cô chú anh chị mua cây liên hệ với em qua số điện thoại là 0829 160 355 hoặc nhắn tin qua Zalo em. Cây này có hoành thân là 16, chiều cao là 43, kính bầu nó là 25, đế đều đế nở luôn ạ. Cây nào mà cô chú anh chị không thấy rõ thì kết bạn Zalo với em số này, em sẽ hỗ trợ hình ảnh. Mã số 111, em xin giao lưu là 600.000, em bao ship. Mấy cái đầu cắt này em có bôi keo hết luôn ạ. Cây nào đế cũng đều 24 giờ hết ạ. Hoành cây này nó là 14, chiều cao 25, kính bầu 22. 112, em xin giao lưu là 500.000 ạ. Linh Sam siêu bông nha cô chú anh chị. Hoành cây này nó là 15, chiều cao là 28, kính bầu 22. 113, em xin giao lưu là 450. Cô chú anh chị nhớ chốt đúng mã số em mới gửi đúng cây được. Mã số 113. Cây đế rất là đều luôn. Hoành thân là 15, chiều cao là 32, kính bầu 22. Đế nở luôn. 114, em xin giao lưu là 500.000 ạ. Hoành thân là 16, chiều cao là 22, kính bầu 24. 115, em xin giao lưu là 450. Mã số 115. Hoành thân cây này nó là 14, chiều cao là 22, kính bầu 22. 117, em xin giao lưu là 450. 118. Hoành cây này là 15, chiều cao là 29, kính bầu 22. 118, em xin giao lưu là 500.000, em bao ship. Mã số 118.
119. Hoành thân là 13. Chiều cao 27. Kính bầu là 22. Mã số 119. Em xin giao lưu là 400.000 em bao ship. Rồi mã số 120 cũng là cây cuối cùng của clip. Hoành thân nó là 15. Chiều cao là 25. Kính bầu 22. Mã số 120 em xin giao lưu là 550. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha cô chú anh chị. Xin chào.